Ok, chào các bạn nha. Sẵn tiện mình đang sửa, nhận sửa thì thật chất là cũng không có sửa cho các bạn, tại nguồn này hoạt động bình thường nha. Mình chỉ nhận đổ thêm cái nguồn phụ và quấn thêm cho cái nguồn nó cao hơn thôi. Thì cái này mình sẽ có một clip nối sau nha các bạn. Thì chắc là bạn ấy có mua một cái bo nguồn, cái bo Class D của cái mặt AX1512 cái mặt này nè các bạn. Thì hiện tại thì nó hết hát gì á, mình cũng chưa thử nữa. Nghe bạn ấy nói là nó hết hát, tại vì lúc mà chưa thay 7805 vô vào thì nó còn hát khoảng tầm 15 phút thôi, 10-15 phút thì nó ngắt, còn giờ thay 7805 vô lên nó nghỉ hát luôn rồi. Nói chung này để sau nha, mình làm clip sau. Còn về nói riêng cái phần boot app này, cái bo này của điện tử Thái Khang nha các bạn, thì mình cũng có tra sơ rồi các bạn. Giá thì nó 500 ngàn, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Nhưng mà thì cái này mình có sao mà nói vậy nha các bạn. Thì nếu mà tầm giá này mình cái bo nguồn này thật chất thì mình nghĩ là nó không đáng mua nha. Thì cái bo này cũng không có xấu ở đâu nha các bạn, tại vì bạn trước đã quấn thêm nguồn phụ nè, và thêm một nguồn nữa để mà làm các cái nguồn thêm á, thì như thế là chứng tỏ là cái bo nguồn này các bạn thì nó không có đủ nhu cầu mình dùng. Tức là hiện tại là bên các cái bên đơn vị khác thì người ta bán cái bo nguồn, nó cái bo nguồn thì người ta để là 1500W đó các bạn. Thì nếu mà mình mua bo nguồn mà khoảng tầm 1500W thì nó có thể đắt hơn bo này một tí. Là các bạn có thể, nếu mà các bạn dùng cái mạch AX1512 như thế này nè, thì các bạn chỉ cần cái bo nguồn khoảng tầm 600-800W là các bạn dùng tốt rồi, mình không cần nguồn cao đâu đấy. Thì các nguồn khác thì nó có đủ luôn các cái mức nguồn phụ các bạn, nguồn 5V này, nguồn 8V, rồi nguồn 12V và cái nguồn đối xứng để mà nuôi cho cái bo ghề. Nhưng mà riêng cái bo này mình không thấy nha. Thì mình cũng đã thấy ở đây là chắc là cái bo nguồn phụ nữa các bạn, nguồn đối xứng á. Nhưng mà người ta ghim áp bằng hai con zener và quấn bằng một con dây, chia cái DC ra bằng hai cái con diode nè. Nhưng mà nó cũng chẳng có một cái cuộn dây thôi các bạn. Nên khi các bạn chia như thế thì cái dòng nó ra rất là thấp các bạn không có dùng được các cái mạch ghề mà nó ăn dòng cao đâu. Cái dòng con zener này á, nó ghim áp thì nó chỉ còn tầm vài chục milliampere thôi, nó không có đến vài trăm đâu các bạn, vài chục thôi, nên mình không có dùng được đối với các cái mạch ghề mà nó ăn nhiều điện đâu đấy. Còn về cái phần tụ thì mình thấy cũng có đã phụ hai con nè, tụ dùng tụ 100V 470 các bạn. Thì mình cũng nghe bạn chủ cái nguồn này nói là lúc đầu về thì áp đầu ra của nó là khoảng tầm 95V á, 90-95 gì đấy. Nhưng bạn ấy thấy cao quá thì quấn lại khoảng tầm hiện tại thì nó khoảng tầm 45 hay gì á, 45 thì chắc mình quấn nó khoảng tầm 60 là các bạn. Có thể mình tính kiếm gì động mình to hơn để quấn cho nó tăng dòng lên á. Còn về cái phần tạo dao động các bạn, bo tạo dao động nha, thì nó cũng lái điểm sơ qua các con transistor để mà tăng cái dòng lên thôi các bạn, chứ nó cũng hoàn toàn không có lái cách ly nha. Đồng nghĩa với việc mà khi các bạn chết cái con phét á, chết con phét ở đầu này nè, thì rất có khả năng cao là cái bo nguồn con IC này sẽ chết luôn, tại vì nó không lái cách ly các bạn. Với lại cái dòng ra để mà lái con phét này nó cũng không được cao lắm nữa đấy, cho nên nó cũng cái công suất nó tổn hao thì cũng cao nha các bạn đấy. Còn về nguồn phụ thì mình thấy cũng không đầy đủ đó. Ở đây thì mình cũng đã mình cấp dòng cho mình cấp cái nguồn vào cho các bạn xem, cấp đo luôn cho các bạn xem này. Thì nay mình không thử tải nha các bạn, tại vì khi nào mình sửa xong cái AX15V2 thì mình thử tải luôn nha các bạn. Này mình chỉ review thôi, thử tải thì mình cũng không cho thất, chứ thật chắc thì cũng không có cần thử đâu, tại các cái nguồn này nó thông dụng quá các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái bo nguồn này nó cũng nó dường như là nó không có đủ nhu cầu mình dùng cho cái mạch mà lo kéo, mình chế lo kéo thì nó hơi thiếu thốn nha các bạn. Thì cái nguồn chính đó nè các bạn xem này, nguồn chính cho tổng nguồn luôn 91V, thì cái nguồn mà chia nguồn đối xứng khoảng tầm 45V các bạn. Đây, còn cái nguồn đây có một nguồn 5V thì nó vào khoảng tầm 45 các bạn. Đây có zener ghi map nè, còn cái nguồn này là 15V âm nè, 15V dương. Cái nguồn này nó không hề có ổng áp nha các bạn, không hề có ổng áp. Cái nguồn này, nguồn phụ này thì bạn chủ cũ đã cắt hai cái dây này ra rồi, nên các bạn đo nó không có ra nguồn đâu. Nói chung có bao nhiêu đó các bạn, tí mình sẽ đo kiểm tra cái tần số dao động của mạch cho các bạn xem nha. Thì mình bây giờ mình lấy các bạn, mình hàng cái cọng dây đo xung trước đi, để tí mình hạ cái camera xuống nó có thao tác nha. Thì cái này mình quay chơi sơ, các bạn nào mà muốn mua thì có thể tham khảo clip của mình trước nha, cũng như mà các bạn sau có sửa gì đó thì có cái tài liệu để mình sửa nha. Như là cái nguồn các bạn bị đứt mạch hoặc là bị nổ lên chuyện gì đó thì mình có thể mình thay nha, mình theo cái clip này mà mình thay, mình clip làm cái review thôi.
Thì nói về thật chất và giá này thì mình cảm giác là cái bon nguồn này thì nó cũng không đáp ứng được với cái giá tiền của mình rồi đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đo cái tần số dao động nó nha các bạn. Mình sẽ cấp nguồn vào trước đi. Chung mấy hôm nay cũng bận các bạn, có chiếc xe nó hành tới lui hoài cho nên mình cũng không có làm việc được các bạn. Hai ba ngày liên tiếp mà không làm được gì hết á, nên là đồ mà nhận bằng nào mà lâu lâu tí thì thông cảm với mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đo cái dạng sóng luôn nha các bạn xem. Thì sóng thì tất nhiên nó sóng vuông các bạn, chủ yếu mình đo cái tần số dao động của nó là ra bao nhiêu nha. Đây mình đo cho các bạn xem. Thì mô đun này tất nhiên nó phân làm hai kênh các bạn. Dòng không tải nó vào khoảng 0.4 nha, 0.43. thì cái này tụ nó nhỏ nha các bạn thay tụ điện dung cao hơn nó sẽ ăn cao hơn nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một kênh nè. Thì tần số nó dao động của nó các bạn thì vào khoảng tầm đây các bạn, như mà thấy nè, 29 kg nha, 29 mà nó nhảy 9.8 thì mình cho tròn 30 kg nha các bạn, 30 kg luôn hết. Đấy, tụ ti nó chỉ đạt được khoảng tầm 42% thôi, 42 chấm mấy % cho 43 chẵn nha các bạn. Đấy, đó là một kênh nha. Còn cái kênh còn lại mình đo luôn cho các bạn xem nè. Cái này cũng vậy các bạn, nói chung thì cũng không có gì là quá nói các bạn, cái đầu ti nó hơi thấp thôi. Đấy, còn về cái sơ đồ kết nối PCB thì mạch PCB thì mình thấy cũng tạm ổn các bạn, không có vấn đề gì để mà nói hết. Đây thì có cái công tắc nha các bạn, công tắc để mà bật tắt cái bo khiển nè. Như cái này thì mình đã hạn tắt rồi, để mình thử bật tắt bo khiển. Còn về bo nguồn chính thì có như đây, con này 7805 mình tháo khỏi tháo ra rồi. Toàn bộ các cái dàn nguồn phụ các bạn thì nó hoàn toàn không có ổn áp nha. Như đây có hai cái nguồn đối xứng 15V nè, mình cũng không thấy ổn áp. Đèn on thôi. Đèn này thực chất thì các bạn biết lấy đâu ra không? Thì lấy trong cái dàn tụ này nè. Các bạn thấy mình ngắt điện rồi mà nó còn xả điện nên thì chắc chắn là lấy trong dàn tụ này. Đấy, còn về cái phần này thì phần nguồn phụ nữa các bạn. Nhưng mà nguồn phụ này chỉ có ghim áp và zener thôi, không có cái IC ổn áp hoặc là các cái con tan để mà thúc dòng nó thì nó cũng không khả quan mấy các bạn. Nói chung là không, nó muốn nói thẳng là vô dụng á, không đủ dòng để mà cấp cho mạch gời đâu. Thì ở cái tầm giá này thì các bạn có thể chọn cái bon nguồn khác. Hiện tại thì mình cũng chỉ có được cái bon nguồn này thôi, cho nên mình quay cho các bạn xem thôi. Chứ mình nói thật chắc cái kênh này cũng không có kinh phí đâu các bạn, mua các cái bon nguồn này cũng không hề rẻ đâu các bạn. Mình kênh này các bạn cũng biết mình đâu có buôn bán gì đâu, cho nên là mình không có nhập qua các cái bo mà review cho các bạn được nha. Khi mà mình có dịp mình nhận sữa thì mình sẽ review cho các bạn. Còn nếu mà thông thường thì mình các bo mà đắt tiền thế này mình không mua đâu. Các bạn nào mà nếu mà có bo mà hư các bạn hoặc là không sử dụng có thể gửi cho mình nha, thì mình quay clip cho anh em cùng xem nha. Đấy, thì các bo bút này thì mình nhận sữa nha các bạn, cỡ nào cũng nhận sữa nha, tại các hoạt động rất đơn giản luôn. Ở chắc có mình có thể dành riêng một clip nữa để mà nói cái sơ đồ mạch của cái con này nha. Thì rất đơn giản, nó không gì khó đó các bạn. Thì ok, clip này kết thúc tại đây nha. Clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tăng giảm cái điện áp của nó và chế cái thêm miếng nguồn phụ để mình dùng cho nó tiện hơn nha. Ok, clip này kết thúc tại đây nha các bạn.